tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một tấm thiệp màu xanh lá cây của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một cái tấm thiệp màu xanh lá cây kết hợp trang trí màu trắng và màu vàng nhạt nhé. Như vậy thì mình sẽ có 3 màu đúng không? Tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cái bút chì này. Mình sẽ sử dụng kéo để cắt này. Mình có một cái thước kẻ như các bạn. Và cuối cùng đây thì các bạn sẽ sử dụng cho mình đó là súng bắn keo nhé. Bây giờ bước đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái phần từ đấy xanh giữa và xanh lá cây này để mình sẽ đo cái phần kích thước của tờ giấy xanh này để mình sẽ làm cái phần thân của cái tấm thiệp này. Thì cái tấm thiệp này thì mình sẽ lấy cái phần chiều rộng của nó như các bạn là 21 cm, rồi lát nữa mình sẽ gập đôi nó vào thì nó sẽ còn khoảng 10,5 đúng không. Tiếp theo cái phần chiều dài nhé, chiều dài thì mình lấy dài lên một chút, mình lấy khoảng 14 cm đi. Sau đó các bạn sẽ nối nó vào. Thì các bạn kẻ cho mình một hình chữ nhật kích thước là 21 x 14 nhé. Rồi mình sẽ cắt cái mình cắt cái phần xanh lá cây ra. Thì đây sẽ là cái hình chữ nhật để làm cái phần tấm thiệp. Và tấm thiệp này thì chúng ta sẽ gập đôi vào nhé các bạn. Rồi. Sau khi gập đôi xong thì mình sẽ cắt trang trí cho cái tấm thiệp này một chút nhé. Thì để nó toàn là đường thẳng như này thì nhìn sẽ hơi bị đơn điệu, nhưng mà mình sẽ cắt cái phần này để cho nó giống như là cái hình răng cưa như này nha. Nên các bạn cứ cắt thành cái hình tam giác như này. Rồi tiếp tục mình sẽ cắt sang cái phần mặt nằm ngang nhé. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã có được một cái phần tấm thiệp với cái phần trang trí răng cưa như thế này. Rồi. Sau đó bước tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái phần giấy màu trắng các bạn. Mình sẽ cắt thành cái phần bìa bên trong của tấm thiệp này nhé.
nó sẽ là một cái phần để chúng ta viết chữ lên đúng không? Chứ nếu mà chúng ta viết chữ lên cái phần đường viết xanh thì nhìn sẽ không được rõ hết. Giờ mình sẽ đo cái phần tấm thiệp màu à cái phần bên trong này. Mình sẽ sử dụng cái phần thước này. Thì mình sẽ lấy cái phần màu trắng này, nó sẽ rơi vào khoảng 9cm chiều rộng và phần chiều dài thì mình sẽ lấy khoảng 11 nhé. 11 x 9 các bạn. Vậy thì cái phần này chúng ta sẽ phải lấy là 18cm này. Cái phần chiều dài đúng không? Là 18cm. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc quạt trang trí màu xanh của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Chúng ta sẽ cắt những cái phần cánh hoa còn lại. Tương tự giống những cái phần cánh hoa chúng ta đã cắt từ ban đầu nhé. Để cho nó bằng nhau thì mình sẽ đặt lên đây. Và mình sẽ cắt này. Sau đó thì mình sẽ dán những cái phần cánh hoa này nhé. Mình dán lên trên cái chiếc quạt này. Bạn sẽ mở những cái phần cánh hoa này ra. Ở đây mình có ba này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8 này, 9 này,